Mày thằng nào? Mày thằng nào? Thằng đây. Alo, alo. Mày thằng nào? Solo. Mày thằng nào? Tên là gì? Tên là gì? Tên là gì? Phước. Phước đúng không? Đi tiệm. Chồng đít lên, úp mặt vào tường. Nhanh lên. Úp mặt vào tường. Chồng đít lên. Chồng đít lên. Cả lông đít chưa? Cạo chưa? Cạo chưa? Có lông đít chưa? Chưa cạo đúng không? Ta cạo nhá. Ta cạo mày nhá. Nhá. Mày vứt gỗ ra làm gì? À, nhặt vào, nhặt vào. Nhặt hết vào. Chồng đít lên, úp mặt vào tường. Úp mặt vào tường. Úp mặt vào tường. Ngồi im tất cả lông đít cho. Ngồi im tất cả lông đít cho. Mẹ rồi. Xong rồi. Xuống. Đi xuống. Đi cả lông đít nó phải đau chứ. Mẹ. Rồi đi xuống. Xuống. Nhà đâu? Em không có nhà. Em không có nhà. Em không có nhà đúng không? Rồi lên đây. Tao chở ké. Này. Đây nhá. Đây là cái sảnh nhà tao. Tao cho mày làm ở đây. Ok. Thằng nào hỏi bảo em anh Hải, hiểu chưa? Mà thằng nó hỏi là cạo lông đít chưa thì bảo cạo rồi, không thì nó lại bắt mày úp mặt vào tường, nhớ chưa? Bây giờ thằng nào mà bắt dí súng vào nó hỏi là đi úp mặt vào tường thì bảo là tao cạo lông đít rồi, nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ để đâu? Nhớ để đâu? Nhớ để đâu? Rồi tốt. Rồi đấy, đi kiếm ăn đi. Này, tao cho đây, đây từ từ, này. Cầm mấy hột ngô này này. Xuống dưới nhà gieo. Nhớ chưa? Xong rồi đợi chín ăn. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Vâng. Nhớ để đâu? Nhớ để đâu? Chị mẹ nhớ để đâu? Để đâu? Rồi tốt, đi xuống. Đi xuống. Biết được xuống chưa? Rồi. Ok. Thằng giọng trẻ con đó rồi, thằng này như kiểu lớp mấy vậy ạ? Cả lớp 1 2. Ok. Ừ, nhà là vỡ kìa. Đéo biết. Mà xây biệt thự to đúng kìa. Đéo biết. Tôi trẻ con vẫn còn giọng như kiểu mẫu giáo đi kìa. Đấy là cái tục lệ của Wakanda hiểu không? Thì là mình mỗi thanh niên là trưởng thành là phải từ cả lông đít, thế nào? Có đạn rồi, nhiều đạn rồi. Nào, mày muốn cái gì? Muốn xem nhà tao không? Muốn xem nhà không? Không, em không. Này, vào tao xem nhà. Nhìn ra. Đây là nhà tao, nhớ chưa? Đẹp không? Đẹp không? Đấy, bây giờ mà muốn xây nhà như này, bây giờ mà muốn xây nhà như này thì phải đi đập nhiều đá vào. Biết đập đá không? Đập đá bao giờ chưa? Biết. Đập đá chưa? Biết. Đập đá rồi, đi đá đập đá rồi. Đập đá mấy cân, mấy g? Mày đập mấy g? Hả? Mày đập mấy g? 2 kg đá, đập hẳn 2 kg đá. Phê không? Phê không? Phê không? Có phê không? Đập 2 kg có phê không? Phê á? Phê như nào? Phê như nào? Phê như nào? Phê như nào? Chết. Gần chết luôn, gần chết. Phê gần chết luôn. Đi mày, chết, đéo được, đéo được. Thế biết, có người yêu chưa? Đi mày, ba tuổi, hai ba tuổi, ba tuổi rồi. Em 13 tuổi. Đi mày, có người yêu chưa? Đi mày, đứng im, mày đứng im không? Đi mày. Có rồi. Chim mọc lông chưa? Chim mọc lông chưa mà đã có người yêu? Chim mọc lông chưa? Mọc rồi á, mẹ à mày chết thật nhờ. Mẹ chưa? Mẹ, mày cứ đứng im mà mày cứ chạy ra qua đi mẹ úp mặt vào chồng được. Chồng đi lên úp mặt vào tường tao hỏi. Đi mẹ chồng đi lên úp mặt vào tường tao hỏi. Đi mẹ. Mẹ chưa? Đã mẹ chưa? Chưa mẹ đúng không? Đi mẹ mày mẹ tao giết nhớ chưa? Không được mẹ được không? Nhớ chưa? Phải giữ cái lớn với mẹ nhớ chưa? Rồi. Ông lấy đồ. Chim có mấy sợi lông? Chim mấy sợi lông? Có mấy sợi lông rồi? Đếm chưa? Đấy đếm chưa? Cúi xuống đếm được mấy sợi rồi? Đi mẹ. Đấy không xuể á? Đi mẹ mày nhiều vậy cả. Mày cạo hết đi nhá. Mày chết thật. Kinh quá nhỉ, mẹ mày bọn này dở ghê quá. Đây đấy, hôm mấy hôm xung quanh ấy, hôm mấy hôm xung quanh. Thế là này, này. Thế người yêu 11 tháng 2 có dẫn đi tặng quà không? Có tặng quà không?
Hả? Hỏi không nói à? Có. Có á? Mày tặng nó cái gì? 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 Không, không tặng nó, không tặng nó. Sao không tặng đi bẹ yêu đương có điều bùi thì không tặng. Vớ vẩn. Dẫn đi chơi thôi, dẫn. Ừ, mẹ, người yêu xinh không? Người yêu xinh không? Người yêu xinh không? Mẹ mày xinh như Ngọc Trinh không? Xinh như Ngọc Trinh không? Hả? Xinh luôn. Xinh như Ngọc Trinh luôn không? Có ngon chết không? Có ngon chết không? Có ngon chết không? Hả? Ngon chết không? Ngon chết à? Sơ muối không? Thì mẹ sơ muối được không? Nhưng mà sơ muối được chưa? Sơ muối chưa? Mày phải sơ muối chứ, mẹ. Sơ muối rồi á, đi mẹ sao đấy ra hỏi bảo chưa? Thì mẹ úp chồng đít lên úp mặt tường, thì cầm mẹ mày nói hoay. Thì mẹ sơ muối được, sơ muối mấy lần rồi? Mẹ tao hỏi mày trả lời, thì mẹ không có lằng nhằng nhớ chưa? Hai lần. Khai thật đi mẹ, bây giờ khai thật là mấy lần? Sai mũi ở đâu? Địt mẹ, sơ mũi ở đâu? Hả? À, mày làm gì nó rồi? Mày làm gì con nhà người ta rồi? Hả? À. Chồng đít úp mặt vào tường đi mẹ. Sơ mũi nó mấy lần? Mấy lần? Mấy lần? Hai lần. Hai lần ở đâu? Địt mẹ, sơ mũi ở đâu? Sơ mũi như nào? Kể rõ ra xem nào. Ở nhà. Ở nhà luôn. Địt mẹ mày chết thật. Có dùng ba cao su không? Biết ba cao su là cái gì không? Cái ba cao su mua về để thổi ấy, biết không? Biết chưa? Biết gì? Mày mua về thổi là nào chưa? Mày mua về thổi là nào chưa? Hả? Bỏ chồng đít lên. Chồng đít lên thì mẹ mày. Hả? Mấy giờ chưa đi ngủ? Chơi bóng nước á? Tốt, thịt mẹ vậy là tốt. Có tính hiếu học. Mấy giờ rồi mà chưa đi ngủ? Thì mẹ 13 tuổi, mấy giờ chưa đi ngủ? Mẹ ông bà già không anh à? Mẹ không đi ngủ, bố mẹ mày ganh chết đấy. Em vào chơi với anh chút, em gần về nhà. À, thế là thì mẹ mày hâm mộ anh nào? Hâm mộ ai? Hả? Hâm mộ anh Hải Móng. À vậy à, anh Hải Móng đẹp trai không? Đẹp không? Đẹp trai. Ờ, tốt, rất tốt. Ờ, rất tốt. Đấy, rồi, đi. À tốt, vậy tốt. Giỏi. Thằng này giỏi, vậy đã có trí giỏi. Vậy đã được. Được, thì điều khác đi, điều khác. Rồi, điều cho khác đi. Em cái gì? Muốn lấy đồ ăn gieo, nãy gieo đã. Ờ rồi đi xuống đi. Được. Thử đi. Có gì thì mẹ thằng nào bắt lạt đi bảo em anh Hải Móm thấy chưa? Rồi. Đi tiểu khai. Hải ơi chạy thôi Hải ơi. Ui bắn trận nó bắn chạy thôi. Ui đi con mẹ lại chó. Ui đi con mẹ chó kìa. Ui. Ui. Ui đi con chó đuổi tao ra rồi. Con cả hiêu chạy rồi. Mày nhìn này cả hiêu với tao đều chạy này. Ui đi con mẹ con báo mày ơi con chó. Ui đi con mẹ. Ui con này nó khỏe lắm mẹ. Con này tối thân mẹ thì. Ê. Ui con gì đó vậy? Ui hai con chó này ơi. Thằng này bị chơi thằng ấy có tay bị chó đuổi. Rút rồi Hải thì tao phải rút rồi. Bọn này khỏe. Thằng này bị chó đuổi. thằng này đít con mẹ bị chó đuổi cắn gần chết này. Tao phải bài toàn tính mạng. Đi con mẹ. Nhìn tao với thằng này trêu chó này buồn cười rồi này. Ê. Của tao thằng này nó cứ chạy lên tường xong rồi tao lại đuổi không? Cưới luôn. Ui ôi đi con mẹ cắn tao rồi. Ui đi chị mày. Ây. Ui đi con mẹ tao này nhảy lên trên rồi. Ui đi con mẹ. Chó khôn thái luôn. Con chó này khôn thái luôn. Mẹ đâu rồi? Ui! Mẹ người ta rồi! Mẹ người ta rồi! Cái chó này khôn quá lồn! Thì mà tao trèo tảng đá, nó trèo bên tảng đá mày ạ! Ui! Đi con mẹ hại con chó này khôn quá lồn ra! Ui! Đi con mẹ con chó này khôn quá anh cứt ra! Kìa! Chạy ơi! Đi con mẹ! Đi con chó khôn quá lồn! Hey!
Đéo ổn rồi, anh em phải trang bị tối tân hơn thì nó đéo đuổi nữa mẹ, nó chán rồi đéo đuổi nữa. Địt mẹ. Địt mẹ. Thì nó lại đuổi đấy rồi. Ấy, thì... ta chết rồi, thì con mẹ chó cắn chết rồi. Nhớ địa điểm, nhớ địa điểm nhà nó rồi. Nhớ địa điểm nhà nó. Chó cắn chết cô ơi. Biết thằng bọn bọn này nhà ở đâu rồi. Cầm bóng tắt lại. Ui đi, các bạn có cả gấu và chó này. Ui. Đi. Bóp. Như nào? Tất ui, quả này ta chêu cả đôi mày. Ui. Ui chó. Ui đi mẹ, con gấu nó đuổi con chó mẹ. Đi mẹ, tao tưởng đuổi tao. Con chó chạy, con chó chạy. Con gấu đuổi chó chạy, con chó chạy, tao tưởng chó đuổi tao. Thế này. Ui đi con mẹ mày, quả này trêu gấu mày ơi. Đi con mẹ mày ác như thú ấy. Ui. Ui đi con mẹ mày vả một vả gần chết rồi. Đi con mẹ mày căng đét lại. Ui yêu chạy này. Ui gấu kìa. Ui đi con mẹ mày rồi. Tao con hiêu thi đang chạy lên kìa. Ui đi con gấu vẫn đuổi này. Mãi cứ hiêu ơi chạy em ơi. Hiêu ơi chạy em ơi. Con gấu đuổi con hiêu ơi. Con gấu đuổi con hiêu ơi. Hey. Hey hey. Hey. Con gấu lại quay lại đuổi con hiêu ơi. Con mẹ buồn cười luôn. Tôi nghỉ bây giờ. Tao thấy nhà mình rồi, tao về đây, tao về nhà đây. Hey. Hey. Tao con gấu đéo. Hey. Hey. Mày có sợ lửa không? Mày có sợ lửa không? Hey. 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 Ui đi cầm mẹ, mày cũng vô đi, tao vô chết luôn.